Chỉ còn vài tháng nữa con sẽ chính thức bước vào lớp 1, một môi trường hoàn toàn mới so với hiện tại. Để con không bỡ ngỡ, chị Thanh Bình, Hà Đông, Hà Nội và nhiều phụ huynh đã phải dục dịch rèn con ngay từ bây giờ. Dậy đúng giờ, ăn đúng bữa và đặc biệt là việc tự giác ngồi vào bàn học thay vì cho chơi dài như những ngày học mầm non. Tôi là cũng chú tâm và rèn các kỹ năng cho cháu, ví dụ như là các kỹ năng giao tiếp, các kỹ năng là cho cháu lại biết được là cách tự ăn này, rồi tự vệ sinh này, rồi hòa đồng với lại các bạn này, thầy cô lễ phép và chào hỏi, đấy là các kỹ năng đấy là phải rèn cho cháu chuẩn bị để bước vào lớp 1. Theo tôi thì tôi nghĩ là rèn luyện kỹ năng cho con vào lớp 1, tôi đã rèn giũa cho con tôi những cái ý thức về cá nhân như là làm sao để giao lưu giao tiếp với bạn bè nó tốt hơn. Từ mầm non lên lớp 1 sẽ là giai đoạn vàng trong quá trình phát triển của trẻ. Bởi vậy, việc phụ huynh rèn cho con những thói quen để tạo kỷ luật trước khi con lên lớp 1 là điều vô cùng cần thiết. Các thầy cô giáo cho rằng, việc rèn luyện cho con tự lập trong khoảng thời gian này quan trọng hơn việc cho con học trước những kiến thức của lớp 1. Thực ra là đối với các con lớp 1 ấy, thì khi các con đang chuyển cấp giữa từ cái bậc mầm non lên bậc tiểu học, ở bậc mầm non thì các con sẽ được dỗ dành là chính, nhưng khi sang đến cái bậc tiểu học thì ngoài cái việc dỗ dành các con sẽ phải tiếp thu những kiến thức mới. Vì thế cá nhân mình nghĩ rằng những cái kỹ năng cần thiết cho con trước khi vào lớp 1 thì sẽ chia ra hai mảng, đó là kỹ năng tự phục vụ và thứ hai là kỹ năng giao tiếp. Kỹ năng tự phục vụ có nghĩa là các con sẽ phải tự làm được những việc ví dụ như là tự ăn này, tự đi vệ sinh, tự biết phục vụ các nhu cầu cá nhân của mình. Còn đối với kỹ năng giao tiếp thì mình nghĩ đây là một cái kỹ năng rất là quan trọng. Bởi vì là khi các con bước chân vào lớp 1 có nghĩa là các con bắt đầu biết tiếp thu những kiến thức. Vì thế các con sẽ phải biết ngồi im lặng, biết lắng nghe và tập trung nghe để tiếp thu được những kiến thức mà cô giáo giảng bài. Tiếp theo, kỹ năng giao tiếp ở đây có nghĩa là các con biết nêu lên đề nghị của mình với các thầy cô giáo. Một cái kỹ năng nữa mà mình nghĩ cũng rất là quan trọng, đó là kỹ năng tôn trọng bạn bè và tôn trọng những người xung quanh. Bởi vì chỉ khi các con tôn trọng bạn bè thì các con hòa nhập tốt với tất cả các bạn. Sự khác biệt của giáo dục mầm non và lớp 1 sẽ khiến trẻ bỡ ngỡ. Chính vì vậy, sự đồng hành của các bậc phụ huynh và các thầy cô sẽ giúp các con chuẩn bị hành trang thật tốt trong giai đoạn quan trọng này.